Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Kinh nghiệm TN. Hôm nay tôi xin chia sẻ phân biệt cà phê giả, cà phê thật và cà phê kém chất lượng. Việt Nam chúng ta là đất nước xuất khẩu cà phê và hạng nhất nhì trên thế giới. Vậy tại sao chúng ta phải uống cà phê hóa chất, cà phê giả và cà phê kém chất lượng? Cà phê nguyên chất thì nhẹ, có độ tơi xốp, rời và không vón cục. Đa số người ta sẽ trộn vào ngũ cốc, là ngô hoặc là đậu nành. Họ sẽ rang cháy đen lên và nghiền ra, sau đó trộn vào cà phê. Cũng có thể người ta sẽ cho thêm một chút hương vị nữa, và bằng mắt thường chúng ta nhìn khá giống. Nhưng tôi sẽ hướng dẫn các bạn, chia sẻ với các bạn một cái cách phân biệt một cách khá là đơn giản. Tôi đã chuẩn bị 3 chiếc cốc và tôi sẽ rót đầy những cái cốc nước này. Tôi đã chuẩn bị được 3 loại cà phê và tôi sẽ lần lượt cho vào những chiếc cốc này. Thời gian giữa các cốc thì cũng không chênh lệch nhau lắm đâu bạn. Rồi tí nữa mình sẽ trừ hao sau. Bây giờ bằng mắt thường thì các bạn cũng có thể quan sát được. Bột cà phê thì cái khối lượng riêng nó sẽ nhẹ hơn và nó sẽ nổi ở bên trên. Còn ngũ cốc thì khối lượng riêng sẽ nặng hơn và nó sẽ ngấm nước và nó sẽ nhanh chóng chìm xuống. Cái này hoàn toàn bằng mắt thường thì các bạn có thể nhìn thấy. Tôi mới cho cà phê vào các cốc mới được hơn 1 phút thôi. Thì các bạn cũng có thể đánh giá sơ bộ là cái cốc thứ hai cà phê chuẩn nhất. Còn đối với cốc thứ nhất và cốc thứ ba, thì cái chìm, cà phê chìm xuống khá là nhanh. Tôi đã để được hơn 2 phút rồi. Cách tốt nhất để các bạn uống được cái cà phê thật đó là một ngày đẹp trời nào đó, các bạn đi đến tiệm cà phê rang xay hoặc là một cái siêu thị, các bạn mua cà phê còn nguyên cả hạt cà phê và sau đó nhờ các bạn ở đấy rang ra và xay tại chỗ, sau đó các bạn mang về. Một buổi sáng các bạn sẽ tự pha và tự thưởng thức, các bạn sẽ nếm được cái hương vị tinh khiết của cà phê. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại.